Xin chào tất cả anh em. Hôm nay là một clip rất là đặc biệt đây. Nhất là nó vừa đem lại những cái giây phút cho anh em vui vẻ. Thứ hai là vừa mang lại những cái thông tin hữu ích cho mọi người. Thì trước đó thì ở trên kênh YouTube của mình thì một số anh em cũng comment ở bên dưới là bây giờ làm sao để có thể phân biệt được chim bao nhiêu tháng tuổi, hoặc là chim non, chim già và chim trưởng thành. Tại vì nhiều anh em khi đi mua chắc có lẽ là bị người ta lừa ấy. Mình nói thế cho nó chính xác, tại vì nhiều người bán giống ở đâu mình không biết, nhưng mà cũng có nhiều anh em nhắn tin riêng của mình là mua phải những cái giống mà nhiều khi nuôi về, thứ nhất là nó không đẻ, thứ hai là nó đẻ được vài lứa nó không đẻ nữa, có nghĩa là chim bị già đấy các bạn. Thì hôm nay mình làm clip cho anh em luôn. Thứ nhất đây là mình sẽ phân biệt cho anh em cái cách để nhận biết chim 2 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, 6 tháng tuổi và 1 năm. Đây là con chim 2 tháng tuổi anh em này. Để nhận biết chim non như thế nào nó cũng đơn giản thôi. Anh em để ý ở chỗ cái nhân trung của nó, là chỗ cái trước cái mỏ đấy. Thì đối với con chim mà còn non á, thì cái nhân trung của nó là màu hồng. Và ở chỗ cái anh em để ý ở chỗ cái chân của nó, cùi chỏ chân á. Đấy, con nào mà già thì cái chỗ đó là nó chóc vẩy lên là nó bị chai. Con nào già thì cái nhân trung của nó cũng sẽ bị chóc vẩy đấy anh em nhé. Và nó màu trắng và nó rất là to. Cái nhân trung của nó thường là to lắm. Những con nào mà già ấy, anh em mua thì anh em để ý phải là rất là kỹ với những cái chỗ nhân trung và cái chỗ khuỷu chân của con bồ câu, mình hay gọi là cái đầu gối của nó đấy. Thì anh em để ý kỹ chỗ đấy. Tại vì những cái người nuôi ở trong nghề thì mới biết những cái cách mà để nhận biết chim bồ câu thôi anh em ạ. Những người mà mới nuôi thường là nhiều khi đi mua mình cũng không để ý ấy. Để anh em cứ thích con chim nào mà nó to, chim to này. Thì vì nhiều khi anh em cũng phải biết là những con chim mà nó vào cái độ trưởng thành, nó bắt đầu vào đẻ thì mình về mới làm giống được chứ. Những con chim già mà nó to quá cỗi là anh em làm giống đâu đẻ được nữa. Nên mình phải lựa con nào mà nó nhìn cái lông, anh em cũng để kỹ là cái lông của nó phải là mượt. Đối với những con chim mà dưới 2 tháng tuổi á, anh em để ý kỹ ở trước cái chỗ cườm của nó thì nó chưa nổi cườm lên lắm anh em nhé. Có nghĩa là nó chưa óng ấy. Khi nào gần vào đẻ khoảng hơn 4 tháng tí là cái cườm của nó là bắt đầu nó mới óng lên. Và lông của nó anh em phải để ý kỹ là phải thật mượt anh em ạ. Đây bên cạnh nó là một con chim 4 tháng tuổi. Anh em có thể thấy là giữa 4 tháng tuổi và 2 tháng tuổi nó rất là khác nhau này. Thì mình cũng để ý vào cái nhân trung của nó. Đối với nhân trung con này thì anh em thấy là nó trắng hơn một tí chưa? Và cái cườm của nó rất là óng này. Cườm của nó óng hơn con 2 tháng tuổi rất là nhiều. Con này là gần vào đẻ đấy anh em này. Con này hơn 4 tháng tuổi rồi. Chuẩn bị bước vào đẻ đấy. Chim mà anh em phân biệt mà căn cứ vào cái tháng tuổi á, thường thường như là nhiều khi là những anh em không quen thì cũng rất là khó. Nhưng mà đặc biệt là mình có thể dựa vào những cái đặc điểm chính là nhân trung của nó và cái đầu gối của nó, thì anh em có thể biết được chim nào là chim già hay là chim nào là chim non nhé. Mình phải để ý thật kỹ. Đối với con chim 4 tháng tuổi gần vào đẻ đấy, anh em có thể thấy là cái cườm của nó là rất là óng ánh. Tại vì lúc này là nó lông của nó là lông nó đã thay rồi anh em ạ. Lông nó đã thay rồi. Đây là lông vĩnh viễn của nó đây anh em. Anh em thấy là rất là mượt này. Và con chim khoảng mà chưa vào đẻ thì anh em để ý kỹ là người của nó thì nó cũng roi roi thôi. Con chim này tầm khoảng 6-7 lạng. Giữa 2 tháng tuổi và 4 tháng tuổi anh em thấy có sự khác biệt chưa? Đấy, đây là 4 tháng tuổi nha. Với lại chim mà khi mà vào 4 tháng tuổi là anh em khi mà nó vào gần đẻ rồi thì anh em cũng nên ghép cặp cho nó. Đây là mình để ra ngoài để cho anh em mình phân biệt để cho anh em xem thôi, chứ những cái này là mình đã ghép cặp hết cả rồi. Tại vì nhiều người cũng mình biết là những cái anh em ở những cái vùng xa á, hoặc là những cái người mà nuôi không quen á, thường họ đi ra chợ họ mua, ví dụ là con nào họ thích thì nhiều khi mình bắt về mình làm giống luôn, nhiều khi thế lại không tốt.
anh em nào mà muốn nuôi á, thì mình phải lựa giống cho thật kỹ, hoặc là những cái chỗ nào uy tín á, tại vì có những cái chỗ mà nó bồ câu gần thải thì mình mua về thì nó lại không đạt chất lượng đâu anh em ạ. Còn đây là con chim bồ câu 6 tháng tuổi. Đối với con chim bồ câu này thì anh em cũng 6 tháng tuổi, anh em cũng để ý kỹ thôi. Khi mà mình để nó sát nhau này thì anh em nhìn có thể thấy, thứ nhất là cái kích thước của nó, thứ hai là cái lông của nó và cái cườm của nó, là anh em thấy là cái cườm của nó là nó đậm hơn rất là nhiều rồi. Nhân chung của nó thì cũng trắng hơn so với con 4 tháng tuổi này rất là nhiều. Và anh em để ý kỹ nhá, cho cái nhân chung này, con nào mà nó càng lớn càng già ấy, thì cái nhân chung của nó là nó nổi mốc lên ấy. Còn những con nó già quá, nó cằn cỗi rồi thì nó sẽ bị mốc lên. Và con nào mà nó càng bị mốc ấy, thì anh em nào mà muốn mua về mà làm giống ấy, thì anh em đây mình chia sẻ luôn là anh em cũng hạn chế mua những cái loại, nhất là quá cỡ về, thứ hai là nó nổi mốc lên và nó bị sần sùi á. Thì những cái loại đó mua về thường thường nó đẻ được một vài lứa nữa thôi thì nó sẽ không đẻ nữa. Tại vì nó được những cái chỗ mà người ta nuôi á, thì nó hầu như là nó đẻ hết trứng rồi. Nên may mắn nếu ví dụ là mua về nó đẻ được khoảng có khi là vài tháng đến một năm thì nó không thể đẻ nữa. Đấy, anh em cũng lưu ý. Còn đây là 1 năm tuổi anh em. Anh em có thể thấy là rõ ràng là con 1 năm tuổi khác rất nhiều so với những cái con lúc trước đó mà mình phân biệt, đúng không? Nhân chung của nó anh em để ý kỹ, rất to kìa. Nhưng mà con 1 tháng tuổi này anh em để ý kỹ nha, cái nhân chung của nó rất là mượt. Tại vì chim khi mà người ta nuôi ấy, thường thường như là khoảng lâu lắm, người ta khoảng vài năm, 1 năm, 6 năm thì người ta, khi mà người ta lấy hết trứng của nó rồi thì nó người ta mới thải ra thôi. Đây là con chim 1 năm này, cườm của nó rất là đẹp. Và anh em để ý kỹ nhá, tại vì chim ở trại mình là chim là bồ câu Thái, nó khác rất nhiều so với những cái giống mà anh em xem ở trên mạng hay là bất cứ đâu. Anh em có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình nó rất là mượt này. Ở trại mình là cũng thường xuyên phun thuốc khử trùng anh em. Phun thuốc khử trùng cho nó. Thứ nhất là nó đỡ được dịch bệnh, thứ hai là nó lông, khiến lông của con chim bồ câu nó mượt hơn rất là nhiều. Ngoài cái việc để ý nhân chung mình có thể nhìn thấy bằng mắt á, thì anh em có thể bắt nó ra. Anh em bắt nó ra và nhìn cái đầu gối của nó. Chim mà càng già thì cái đầu gối của nó càng trai anh em ạ. Trai, có nhiều con nó chóc vẩy ra luôn ấy. Đấy, nhưng với những cái loại mà anh em muốn mua về làm giống thì anh em để kỹ những chỗ đó. Chứ nhiều khi mình nhìn bằng mắt thường mình cũng khó có thể phân biệt được con nào nó già hay con nào con non. Mà anh em muốn mua kỹ ấy, thì anh em, nếu mà anh em nào cẩn thận mua thì lựa những cái trang trại uy tín, hoặc là khi mua thì anh em cũng xem những cái đặc điểm, hai đặc điểm chính là chỗ cái nhân chung của nó và đầu gối. Cũng có nhiều anh em bảo với mình là làm một cái video về những cái loại chim này chim kia đi, nhưng mà thực ra trên kênh mình cũng làm về những cái loại đấy rồi. Thì những đối với những anh em mà comment về những cái nội dung mà anh em muốn làm thì mình thấy cái nào mà nó mới mẻ, nó mang lại thông tin cho anh em thì mình sẽ làm liền. Còn anh em lưu thêm là có nhiều cách mà mình nhận dạng cái độ già hay là độ non của chim bồ câu, thì có nhiều người cũng phân biệt bằng cái đếm lông anh em, đếm lông ở cánh ấy. Nhưng mà theo mình được biết và mình cũng học hỏi là cái đếm lông ở cánh nó cũng nhiều khi nó cũng hên xui lắm, nó không có chính xác 100%. Bằng cái việc mà mình nhận dạng bằng những cái chỗ nhân chung, cái chỗ đơn giản, hoặc là chỗ cái đầu gối. Nhiều anh em hỏi mình mua giống thì có hỏi là chim phải đòi chim càng nặng cơ thì càng thích. Nhưng mà anh em cũng biết thêm là ví dụ như là con chim nào mà càng nặng thì với những cái chỗ mà nó nhân chung nó sần sùi là gì đó thì anh em thấy đấy là nó rất già, anh em mua về làm giống thì nó đâu có hiệu quả nữa. Còn với những cái loại chim non ví dụ như là 25 đến 30 ngày tuổi thì mình cũng dễ phân biệt thôi anh em ạ. Còn với những chim non thì mình càng dễ, tại vì anh em để ý kỹ, những con nào mà càng non thì lông của nó mọc còn chưa hết, thì những cái loại đấy thì mình cũng không bàn đến, tại vì anh em nhìn mắt thường có thể thấy rồi, cũng chẳng cần phân biệt nhiều nhân chung hay là đầu gối của nó.
Còn với những cái loại mà mọc lông đầy đủ rồi thì anh em cũng lưu ý. Đây là bồ câu thái siêu thịt ở trại mình. Trại mình là ở xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk anh em nhé. Và anh em nào mà muốn giao lưu học hỏi hoặc là mua con giống hoặc là mua bồ câu thịt thì anh em có thể đến trại của mình luôn ở ngay chỗ ngã ba Hòa Nam 2. Và anh em có thể hỏi đường vào, đấy anh em nào mà chưa biết thì có gì điện thoại cho mình, cái gì mình sẽ chỉ đường vào cho anh em. Không cần mua con giống chỗ mình cũng được, anh em chỉ cần đến thích thú nuôi bồ câu có thể đến giao lưu học hỏi với nhau anh em nhé. Ở clip này thì mình cũng xin dừng ở đây. Và anh em nào mà muốn có những cái nội dung nào hay hơn thì anh em comment ở bên dưới. Và anh em cũng đăng ký kênh cho mình để có gì anh em mình làm những cái clip sắp tới nha. Xin chào mọi người.